Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 4 tháng 1 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý. Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2023. Huyện ủy Yên Mỹ và Thị ủy Mỹ Hào tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hưng Yên có 3 tác phẩm được trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022. Văn Lâm, điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Từ đầu năm nay, chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy. Đảm bảo trật tự giao thông, lưu thông vùng hoa cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá những đóng góp nổi bật của ngành nội chính năm qua là thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược cả trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó quan trọng nhất là việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực, tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm. Số vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra xử lý tăng gấp 2 lần, số tài sản tham nhũng được thu hồi tăng 18.000 tỷ đồng so với năm trước. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung tham mưu thực hiện nghị quyết số 27 về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, kết hợp giữa xây và chống, chủ động phòng ngừa sai phạm, giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng pháp luật trên một số lĩnh vực, không để xảy ra lợi dụng, vi phạm. Tập trung tham mưu chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát. Ngành Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay với trên 148.000 doanh nghiệp, tăng trên 27%. Có trên 208.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại. Dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được đẩy mạnh. Đã cung cấp gần 4.400 dịch vụ công trực tuyến, cao gấp 3 lần năm 2021 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tại Hưng Yên, năm 2022, chủ trương tiếp nhận 124 dự án đầu tư, chấp nhận hơn 100 dự án, cấp đăng ký thành lập mới trên 1.300 doanh nghiệp, số vốn đăng ký đạt trên 29.000 tỷ đồng. Trong năm đã tiếp nhận gần 7.600 hồ sơ, trong đó trên 4.800 hồ sơ trực tuyến, gần 2.800 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn. Năm 2023, ngành kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách để kịp thời tham mưu, điều chỉnh, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công, hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm và đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng gia nhập thị trường theo quy định của pháp luật. Có các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử, đồng thời triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Huyện ủy Yên Mỹ và Thị xã Mỹ Hào tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm 2022, tổng giá trị sản phẩm của huyện Yên Mỹ đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 3.150 tỷ đồng. Đảng bộ huyện Yên Mỹ kết nạp mới 139 đảng viên, 40 trên 46 chi bộ đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 8 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Đảng bộ huyện Yên Mỹ tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ, chủ động luân chuyển, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực giảm sút, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, chủ động phát hiện sớm những sai phạm, gắn kiểm tra, giám sát với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực hiện tốt quy hoạch, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, chủ động phương án quản lý xã hội và dân cư khi có nhiều doanh nghiệp vào địa bàn. Với chủ đề công tác,
thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá. Năm 2022, thị ủy Mỹ Hào đã lãnh đạo hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2021. Hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nhiệm vụ quốc phòng an ninh được bảo đảm. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 có 37 trên 43 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất chọn chủ đề công tác năm 2023 là kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Sáng nay, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, 9 đơn vị thành viên Khối Văn hóa Xã hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Khối. Các thành viên đã bình xét suy tôn Sở Lao động Thương binh và Xã hội được tặng cờ thi đua của Chính phủ, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến được tặng cờ đơn vị thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký kết giao ước thi đua năm 2023, suy tôn Sở Y tế là trưởng Khối. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới Khối thi đua Văn hóa Xã hội cần tiếp tục đổi mới, trong đó đặc biệt nhận thức đúng về công tác thi đua khen thưởng, cần có khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị quan tâm đến công tác thi đua của ngành lĩnh vực mình ở mức sâu hơn, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua thành các kế hoạch, mục tiêu, trong đó chú ý đến nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các chủ đề thi đua để tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong khối. Sáng nay, tại thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Tỉnh Hưng Yên có 3 tác phẩm đạt giải. Tham dự giải có trên 400 tác phẩm thuộc các thể loại. Ban tổ chức trao 9 giải cho các tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và 58 giải thưởng cho các hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Trong đó có 5 giải A, 10 giải B và các giải khác. Tỉnh Hưng Yên có 3 tác phẩm được trao giải là Ngọt ngào mật ong hoa nhãn, chuyên ngành nhiếp ảnh của tác giả Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đạt giải B. Đây là giải thưởng cao nhất từ ngày tái lập tỉnh đến nay. 2 tác phẩm thuộc chuyên ngành văn học đạt giải là Những cánh chim hải âu của tác giả Hồ Ngọc Vinh, đạt giải C và Hỏa Long trận của tác giả Đàm Huy Đông, đạt giải khuyến khích. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã về kiểm tra một số công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách của tỉnh trên địa bàn huyện Phù Cừ và đi thăm mô hình trồng ớt chuông của hợp tác xã An Thịnh Phát, xã Tông Chân. Kiểm tra tại các công trình giao thông đường tránh quốc lộ 38B, cầu Quán Bầu và một số công trình khác trên địa bàn huyện Phù Cừ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo của huyện đối với việc triển khai thực hiện thi công các dự án. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu huyện Phù Cừ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tại hợp tác xã An Thịnh Phát, xã Tông Chân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao mô hình trồng ớt chuông của hợp tác xã, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện có cơ chế hỗ trợ về kinh phí, hợp tác xã hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, khuyến khích nhân rộng mô hình cho nhân dân các xã trong huyện, tạo vùng sản xuất lớn có thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Kinh tế phục hồi nhanh, tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách cao kỷ lục, giải phóng mặt bằng cho hơn 60 dự án, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính. Đó là một số điểm nhấn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm năm 2022. Để đạt được những thành tựu này, huyện Văn Lâm đã quyết liệt triển khai hiệu quả nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Năm 2022, doanh nghiệp này nộp thuế gần 10 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chuyên cung cấp bản in, mẫu mã bao bì cho các doanh nghiệp khác. Con số này không chỉ thể hiện sự tăng trưởng của riêng doanh nghiệp mà còn cho thấy sự phục hồi, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ cái sự tăng trưởng của thị trường và phục hồi kinh tế của các cái đơn vị dùng cái sản phẩm của chúng tôi. Thế chính vì vậy mà đơn vị chúng tôi cũng có những cái hợp đồng kinh tế đáp ứng được các nhu cầu của các cái đơn vị. Năm 2022, huyện Văn Lâm có trên 1.200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tăng 108 doanh nghiệp so với năm trước. Các hoạt động kinh tế xã hội có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,21%, cao hơn năm trước. Thu ngân sách đạt kỷ lục trên 9.300 tỷ đồng. Giải phóng mặt bằng cho 61 dự án, trong đó có những dự án tạo động lực cho sự phát triển đô thị của tỉnh, của huyện như dự án khu đô thị Đại An,
dự án nhà ở đô thị và công nghiệp Như Quỳnh. Thu hồi đất để phục vụ khu đô thị Đại An, 397 hộ chúng tôi đã kiểm đếm và đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Sau khi mà nhân dân đã bàn giao đất cho chủ đầu tư, thì hiện nay là chủ đầu tư đã làm, phải nói làm rất tích cực và nhanh. Năm thứ 5 liên tiếp, Văn Lâm dẫn đầu tỉnh về cải cách hành chính. Huyện cũng quyết liệt xử lý vi phạm theo kế hoạch số 93A với việc tạm dừng công tác điều hành của 4 chủ tịch ủy ban nhân dân xã, có trường hợp bị tạm dừng 2 lần. Mục tiêu của Văn Lâm năm 23 thì chúng tôi cái nhiệm vụ rất lớn vẫn là liên quan đến cái giải phóng mặt bằng của vành đai 4 và các cái dự án khu cụm công nghiệp. Song song với đấy thì các cái dự án về xây dựng trên địa bàn như các cái tuyến đường, thế rồi là các cái công trình trên địa bàn để nhằm thúc đẩy cái phát triển kinh tế của địa phương. Một cái nhiệm vụ thường xuyên chúng tôi nữa là sẽ phối hợp tốt với các doanh nghiệp mà để tạo cho doanh nghiệp có cái điều kiện sản xuất kinh doanh hoạt động được tốt nhất và góp phần vào cái việc mà thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, năm 2023, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện chương trình phát triển đô thị để sớm đạt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4, khu vực trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại 3. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Hiện toàn tỉnh đã thu nhận hơn 205.000 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, trong đó hồ sơ định danh điện tử kèm căn cước công dân là 116.000, hồ sơ kèm căn cước công dân gắn chip là 89.000. Toàn tỉnh đã kích hoạt gần 34.000 tài khoản định danh điện tử, bao gồm gần 30.000 ở mức độ 2. Trong thời gian tới, người dân có thể tiếp tục tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính cấp huyện, trụ sở Công an huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cấp tài khoản định danh tài khoản cho công dân. Điều này không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ, thay vào đó là quản lý về dân cư, cư trú bằng hệ thống thông tin điện tử. Điều này không chỉ giảm sự rườm rà, phức tạp cho người dân mà còn góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Chị Nền đã nhiều lần chứng kiến người lao động trong công ty mình gặp khó khăn khi phải thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc xác nhận nơi lưu trú, tình trạng hôn nhân hoặc làm các thủ tục về đất đai bởi phải có sổ hộ khẩu. Khi chính sách bỏ hộ khẩu giấy chính thức có hiệu lực, chị Nền cảm thấy rất phấn khởi. Rất là thuận lợi và giúp cho người lao động là bớt được cái công sức là khi phải đi lại vất vả. Nhiều người lao động ấy là đi làm ăn xa và khi đòi hỏi phải có sổ hộ khẩu để làm hồ sơ thủ tục thì là bất lợi cho họ phải đi đi về về. Bây giờ là đã thay đổi được có thẻ căn cước công dân. Chỉ cần thẻ căn cước là người lao động có thể là làm được tất cả các loại thủ tục. Từ ngày 1 tháng 1, chính thức xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân sẽ không phải mang theo giấy tờ hoặc chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể hoàn thành thủ tục hành chính. Thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú, điều này không chỉ thuận lợi cho người dân mà còn hiệu quả với cả cơ quan chức năng. Hộ khẩu ấy, ngày xưa thì nói chung là do quy định hoặc là do một số nói chung là cán bộ họ làm ấy, họ viết thông tin có thể là nó không được trùng khớp so với những cái căn cước mới hoặc là những thông tin mới của người dân đã được chỉnh sửa, thì là người dân họ lại không ra công an xã để họ chỉnh sửa mà họ lại tự chỉnh sửa ở nhà, làm khó khăn hơn cho cán bộ khi kiểm tra đã thông tin đấy. Nhưng từ khi mà bỏ sổ khẩu giấy, chúng tôi sang trực tiếp chúng tôi tự kiểm tra thông tin thì thông tin sẽ chuẩn xác hơn ạ. Theo Bộ Công an, người dân có thể sử dụng nhiều phương thức thông tin công dân thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận thông tin và cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân. Bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay thế vào đó là cách thức quản lý mới, tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự trên môi trường điện tử, thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính. Bỏ sổ hộ khẩu giấy, nhận được cái ý kiến phản hồi của nhân dân rất là đồng thuận, bởi vì nó bỏ đi bớt rất nhiều những các cái thủ tục nó rườm rà. Mỗi một người dân được tích hợp trong cái phần mềm VNID, thậm chí bây giờ là khi đi giao dịch thì người dân chỉ cần mang một cái điện thoại thông minh đi là tất cả các cái dữ liệu của công dân là được tích hợp trong cái phần mềm VNID này.
Việc kích hoạt mã định danh điện tử là yếu tố quan trọng cần thiết khi thực hiện bỏ sổ hộ khẩu giấy và thực hiện các thủ tục hành chính điện tử. Đến ngày 3 tháng 1, toàn tỉnh có hơn 205.000 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2. Thời điểm cuối năm, xã Nhân La, huyện Kim Động đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo đồng thuận trong di rời gần 300 ngôi mộ phục vụ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp trên địa bàn. Toàn xã Nhân La có gần 100 hectare đất các loại nằm trong quy hoạch của các cụm công nghiệp Kim Động, Chính Nghĩa và cụm công nghiệp Đằng Lễ thuộc hai huyện Kim Động và Ân Thi. Hiện nay, song song với các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, nhà đầu tư cùng hội đồng giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động bà con đồng thuận trong di chuyển mồ mả, phấn đấu xong trước Tết âm lịch năm nay. Vì sang năm 2023 là năm nhuận, tới với tâm linh của người dân thì năm nhuận là không muốn di dời mồ mả, nhưng mà để đảm bảo tiến độ thì ngay đầu từ đầu tháng 9 khi có sự chỉ đạo của tỉnh cũng như là của huyện và đặc biệt là các cuộc họp của Đảng ủy ban xã tổ chức thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là thôn. Chúng tôi không những là tổ chức tuyên truyền vận động ở các cuộc họp hội nghị mà cũng đã tổ chức là đến vận động đến từng hộ dân một để làm cái công tác di dời mồ mả cho kịp cái tiến độ trong năm 2022. Số mộ cần di chuyển nằm ở cả hai thôn của xã là gần 300 ngôi. Đến nay đã hoàn thành di dời đến khu nghĩa trang mới được trên 90%. Các gia đình dòng họ đều đồng thuận cao, không có tranh chấp, khiếu kiện, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn. Những ngày cuối năm, tại các điểm bày bán hoa cây cảnh tại huyện Văn Giang, Khói Châu, lượng khách vận chuyển đi các tỉnh thành khá nhộn nhịp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, xử lý tránh ùn tắc, giao thông thuận lợi. Tại làng hoa cây cảnh xã Phụng Công, Xuân Quan, huyện Văn Giang, làng nghề quất quýt cảnh Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khói Châu. Thời điểm này, lưu lượng xe từ các tỉnh về đây vận chuyển cây tấp nập. Để đảm bảo an ninh trật tự cũng như tránh ùn tắc giao thông, tạo thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền tại khu vực tập trung đông phương tiện. Cùng với đó, việc ký cam kết với các chủ vườn đảm bảo an toàn giao thông trong khi kinh doanh, không lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi tập kết cây cảnh ra ngoài đường. Tôi ở trong buôn mê ra thì thấy quất quê hương Hưng Yên mình họ làm rất là đẹp. Dịp cuối năm thì xe cộ cũng đông đúc, cái an ninh trật tự thấy cũng tốt, chứ đi ra đây thì thấy cũng là an toàn. Lượng hàng Tết chúng tôi đi các tỉnh rất là lớn, chúng tôi đã ký cam kết là đảm bảo an toàn giao thông. Xe hàng, xe cẩu vào tận trong vườn đã đảm bảo an toàn cái hành lang giao thông. Trên tuyến đường tỉnh DT379 hay tại trung tâm huyện Văn Giang là nơi tập kết của các hộ kinh doanh các loại hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Hàng nghìn chậu quất cảnh, quất bonsai và những cây bưởi cảnh lớn nhỏ được bày bán. Việc các hộ kinh doanh phải tuân thủ đảm bảo hành lang an toàn giao thông cũng như để các phương tiện vào vận chuyển cây không để ùn tắc giao thông đều được thực hiện nghiêm túc. Dịp Tết Nguyên Đán này tập trung rất nhiều phương tiện và liên quan đến vận chuyển hàng hóa, cây cảnh thì lực lượng chức năng cũng thường xuyên là tuần tra kiểm soát và tuyên truyền nhắc nhở đối với cả các phương tiện dừng đỗ tại vỉa hè, không lấn chiếm lòng lề đường tập kết làm nơi buôn bán. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức cho những cái chủ vườn cũng chủ phương tiện ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật hành lang an toàn giao thông. Thời điểm này lưu lượng khách vận chuyển hàng hóa đông, do đó việc chống ùn tắc giao thông đã được lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức phân luồng điều tiết giao thông thông suốt.